nhất nhất trong các loại con ở trong đây các bạn ơi. Đất này ít nước mà khô, nói chung có nước mà tại nước mưa nó xuống thôi. Cái đất này ngay cái đường 500 đường xã các bạn, bởi vì ít nước hơn người ta, khô. Con này đang chạy cặp bánh chính các bạn ơi. Con này mình nghe anh tài xế nói chứ mình nó chạy cặp bánh chính, chạy rất là giọt, chạy đọt cò này mà phải đấu các bạn, đấu là chạy nó mới giữ. Thì mình quay thì thường mình quay mấy cái máy đấu nhiều, tại nó đấu nó chạy giọt cho anh em đồ cô chơi bên đồ bè đồ có cái để mình học hỏi đồ mình làm rồi, thấy không, cái nào hay hay mình làm, còn cái nào mà mình làm rồi thì thôi khỏi. Cái này chạy cái bánh chính máy thì 70 thái, anh này nghe nói mua mới luôn, mua bánh thái gì vậy chưa, máy này giá trị bây giờ anh là 200, chạy tốc độ bình thường, giọt hơn bánh chín. Đồng xa rồi đó thì thường thường ta chạy cây cao, đi chạy đồng là chạy cây cao, không biết đồng nào lúng đồng nào lầy, rồi ta cứ chạy cây cao cho nó chắc ăn. Còn mình thì mình chạy đồng nhà, máy mình chạy đồng nhà, rồi chạy cây thấp, đó, đỡ đau máy hơn. Rồi vậy đường xong, khu này hai công gì các bạn ơi, đây hai công ba công nhiều lắm. Em vô đây cắt thì ghi sổ, em muốn giới cây dở giới theo nha, ghi sổ 2 công 3 công rất là nhiều. Đây giòn qua bánh chính, mà có khác bánh chính khác bánh 8 nha các bạn. Đồ binh thì nó nhanh hơn đồ gin rồi, thì đồ đạc thì nó phá hơn không thì không biết đâu, ai mua người ta chạy nữa thì ai mua về nó cũng phải binh. Vô đồng này là phải binh các bạn, đồng này dòng nguyên tập về đồng này nói chung cắt có giá lắm, 2.6, 2.7, 2.8, 3 trăm không chừng. An Giang thì 2-3 công, 2.5, 2.7 không chừng luôn. Tiền ngừ con này tốc độ ghê, nó là chạy một giây được có mét mấy à, con này đấu lên này chắc 2 mét mấy rồi các bạn, 2 mét mốt quá cũng nha. Chạy đấu đấu vẫn chậm hơn 70, đấu bánh chính vẫn chậm hơn đời số 93 chạy đầu ghê, làm nhỏ hơn cắt. Con này cũng bị không biết trên chở nó sao, nhưng mà hàng đó là 2 mét, đó là 2m0.75, như 2m1 các bạn ơi, nó nói hủ bì quá, lớn hơn 60 tắc hay gì đây. Vậy qua cái máy này chạy hơi rất là ngon nha,
qua cua cũng không có bựa bậm gì đâu. Hồ này cũng còn liền lắm. Nó độ ngon quá các bạn ơi. 72 77 à. Cái này móc móc không rồi. Rồi gom ra chạy máy thôi nghe, gọt ngay ha. Mày kéo khổ báo lắm, mày kéo đó là sói chạy dữ lắm. Anh em mà chưa gặp hôm tài xế nó chạy là gặp rồi là ghiền luôn. Má chắc dục cũng xong luôn. Rồi qua coi như đạn các bạn. Còn này anh này anh chạy anh nói chắc đây chạy mấy vụ rồi đó. Còn này chọn không quá ngon không máy hơi quá đã. Con này nghe nói giá 200 là chạy xong về bán luôn các bạn ơi, về có người mua rồi. Con đạt còn nguyên viên. Rồi dài lam là xong phim. Thì máy này quay các bạn tham khảo đồng các đồng dân tộc thôi, nó như là các vụ đông gì các bạn ơi. Dưới đất này mùa nay chỗ này đường nước thì nó không có bị nước như mấy máy kia. Con này có xuống cái hổ báo. Cái này chạy ghê lắm, bữa nay bị sôi nước. Chạy không có dám nhanh. Đây con máy kéo này. Ghê lắm các bạn. Hồi nói ra kéo đi. Để chúc mình quay các bạn coi clip máy kéo đồng này ha. Ở đường xa kinh dị, đi cũng cực khổ, cái là qua nhiều bờ mẫu lắm các bạn ơi. Ở đây cũng nhỏ không, bờ mẫu thì liền xi biên, có một hộp thường thì kéo vòng chỗ cho ghe nó căng. Con này chạy mình chắc là ok nha. Con này theo anh tôi chạy sới hay con này chạy sới khác gì được không? Tốc độ này cũng vừa chạy các bạn ơi, không cần nhanh đâu, gì được rồi. Cảng nó kéo dính khí nè. Đoạn gom đi ngang cái đường ngang cái mương 500 mưa thủy lệ các bạn, bơm nước ra vô. Ở đây thì các khung nó nhỏ mà bởi vì lúc rất là nhiều mương, bơm máy tới gò lung gì tùm lum tùm la cho các bạn ơi. Cái dân tộc mà người 2-3 công thì đâu ai sửa sang gì. Rồi Gia Lam là xong rồi, vô cái nữa là chắc rồi các bạn ơi. Cái đậu đại nè, đồ đạc này ru rù luôn. Quái em đồ đạc thì nghe bén khóc, hơi máy thì nghe đúng đầu viên nó khác, cái đầu lô nghe hơi khác các bạn. Máy 70 này, hàng này cũng ưa chuộng nhất miền Tây này. Ở miền Tây này chắc 70 ưa chuộng nhất rồi. Tại rẻ xài đồ đạc bền, xài mau. Còn em có em gần mà vô đi xe 93 đồ thì mấy em bây giờ nghe người đồ chạy mới ngàn mấy công là lũng rồi các bạn. Đồ mỏng gì đó. Ông này ông chủ không có chiếc chân ma nữa. Ủa chiếc 93, xin lỗi nha, 93 chạy nghe nói 1800 công mà giờ đi lót lường à. Rồi nghe nói nó mạnh thiệt nhưng mà đồ thì nó mỏng quá. Thì nghe của mình cũng nghe nói thôi chứ mình cũng chưa tiếp xúc với dân ma mà chạy ngàn ngoài công lại quay khoan quay lường thì các bạn coi á. Thì bữa nào mình có gặp con nào chạy ngàn ngoài đó mình coi Ấn Độ tốt không. Thì bên anh em mình cũng mua hay xài. Chứ 93 mình cũng có nghe nói nó xài vậy đó. Nó hơi đồ hơi mỏng. Thì ông cơ ấy thì nó ngon thiệt mà đồ hơi mỏng. Rồi lam hay lam là xong. Rồi cái xong qua mưa các bạn ơi. Đó mưa ta làm đường sẵn đi qua luôn. Mó bậy đồ đó.
quá giòn. Đây xả giạt pha ơi, lúa này khô rồi, cắt này cặp còn nước ha, bởi vì khô gan mưa không có sợ ướt.